Chào bạn, lại là cúp 125, đời mẻ mới. Đời là bốn ống đầu bò, nhỏ, có xài lọc nhớt. Thì riêng cái xe của anh trai này á, hiện tại số km anh chạy là 8.000 cây. Bắt đầu xuất hiện hiện tượng là kêu, xào. Kêu đây là kêu gì? Kêu đây là kêu phần nồi, nó kêu cọc, 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 cọc. Và nó xào máy. Thì ở đây nếu xe nào bị thì tham khảo coi clip xe em. Nếu xe nào không bị anh em có thể lướt qua. Còn riêng anh em chưa sở hữu dòng xe cúp mà đời mới 2023, 2024 này á, kêu là đời mới xài lọc nhớt á, thì anh em đừng vội đánh giá. Bởi vì cái người chủ xe là người trải nghiệm và người ta biết rõ nhất về cái xe người ta bị cái gì, người ta mới đem đi làm. Chứ không thể nào em tự biết nhà mấy ông này rồi em tới em kêu ơi tới tiệm tôi sửa đồ, không được. Đó. Bây giờ đầu tiên nhất á là về vấn đề là bơm nhớt cận cam. Thì cũng như cũ, nguyên bộ này là bộ bơm nhớt ống 6 cận cam. Thì sau những cái lần mà mình làm dòng xe này thì đã có xe hư cái ti. Và cái xe này có hư. Thì cũng may mắn sao mình là một trong những người là chuyên làm cái này. Thì mình có sẵn ti ống 6 này và mình sẽ tiến hành mình thay vào cho ảnh là một. Và mình sẽ thay lại cái bánh tăng cam này luôn của mình là hai. Đó, và cao su ống 6 nè, thì anh trai cũng có một cái góp ý với mình đó là tất cả là sử dụng cho ảnh là phụ tùng chính hãng Thái Lan hết hoặc là của hãng hết. Thì mình chia sẻ với các bạn á là khi cái người ta đã lên tầm ta mua xe cúp được rồi thì cái điều kiện kinh tế người ta có, cho nên người ta muốn là tất cả là xài phụ tùng tốt hoặc là chính hãng. Nhưng mà những anh đang sở hữu xe cúp nhớ một điều giùm em là đồ lô mà cung cấp đời mới này không có, muốn xài đồ lô cũng không được nữa. Cái phương án mà bảo trì sửa chữa cho các bạn hoàn toàn dựa trên phụ tùng 100% chính hãng Thái Lan hết. Chứ còn mà kêu mà đồ lô là càng không có và đừng có nói hiếm, hiếm là có nghĩa là có, còn đồ lô là không có luôn, cho nên không thể nào mà thay vô xe các bạn được. Rồi bắt đầu camera quay trên quay xuống thì chậm giùm anh. Cái phần đây là sẽ là phần nồi, phần bên đây là phần xin cam, phần nồi là sẽ gồm 4 cái kèm em sẽ thay vô cho ảnh nè. Ba là sao nặng nè, bơm nhớt này, bơm nhớt Kitaco nè. Rồi lá bố là chính hãng Honda Thái Lan nè. Rồi lá sắt nè. Hai bậc nhôm nồi này em để em fix lại nè và em sẽ gỡ nồi trước ra em làm. Cái cặp nhông của xe cúp là nhông xéo nha các bạn. Xe quay y là nhông thẳng nha. Nhưng mà xe cúp là nhông xéo hết. Thì tại sao xe cúp lại là nhông xéo mà là quay y lại là nhông thẳng? Bởi vì xe cúp mắc tiền hơn quay y. Cái giá trị thực của nó tại Thái, tại Nhật nó đã mắc tiền hơn quay y mình rất là nhiều. Cho nên là nó sẽ xài cặp nhông xéo rất cao tiền. Rồi, thì ở đây là em sẽ xử lý lại cái phần nồi trước. Đó, phần nồi trước này nè, xe ảnh đang có tuyến kêu ba càng luôn. Em sẽ xử lý lại phần nồi trước cho ảnh. Về phần lá bố là em sẽ thay vô. Ở đây 8.000 cây em sẽ thay lại lá bố nè. Đó, và về bố và càng những cái đồ cũ thay ra, em xin phép em gửi lại cho chủ xe. Và quan trọng sao là phải trị được dứt bệnh cái xe của ảnh. Ảnh có nói một câu rất hay là làm hết sức có thể tốt nhất trong khả năng của em. Cái đó cũng là cái điều mà em mong các bạn hiểu á. Bởi vì cái căn bản cái xe cúp này hiện tại là không có đồ để thay thế là một, và không có nhiều đồ để các bạn thử. Nó là một cái mẫu động cơ hoàn toàn mới luôn của hãng Honda. Từ thiết kế bộ số, từ thiết kế lốc máy, tất cả chi tiết của nó. Ví dụ như quay đi mình hay làm bình thường đi thì nó có nhiều đồ để các bạn thay thế, hoặc là cái full LED, hoặc là cái cúp đời cũ, cúp 2019-2020 đồ thì là nó có nhiều đồ để các bạn thay thế. Còn xe cúp này hoàn toàn chưa có cái gì hết. Cho nên là bắt buộc luôn là em cũng nói là em sẽ làm hết khả năng của em. Cuối cùng đã hoàn thiện xong xe cúp 125 đời mới xài lọc nhớt. Tiếp tục là khắc phục những cái lỗi cơ bản đó. Thì sau những cái kinh nghiệm mà em làm mạng xã hội á, thì em nói với các bạn vậy. Các bạn đang coi và đang coi một chương trình giải trí, nó sẽ có những ứng dụng thực tiễn. Nếu sau này các bạn gặp phải trên chiếc xe các bạn đang sử dụng có vấn đề gì đó, gặp đúng như em nói, các bạn có thể kiếm em. Giống như anh cha này nói một câu rất là đơn giản mà rất là hay. Anh đang đi và anh thấy đúng những vấn đề tay nói, anh em qua cho tay làm. Đúng là Hải Phòng là không làm vòng luôn các bạn.
biển số này 15 nha. Rồi, thì bây giờ em đã kết thúc xong và em có gắn thêm một cái kim phun cho ảnh để mà ảnh có thể chạy mượt mà được hơn. Những cái dòng 125 này đa số nó sẽ bị thiếu xăng ra đầu rất là nhiều. Thì các bạn vô kim phun á, cảm giác vét ống ga của các bạn mượt hơn rất 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 là nhiều so với cũ đó. Và cái tiếng gõ trên xe ảnh có hay không thì bây giờ là mình thấy là nó hết hẳn. Với lại phát quay này là phát này đó, giờ đâu để ý đâu, cái lòng nó có khoan cái lỗ nữa mày. Còn cái đầu lòng đáp đó, nó không phải màu đen luôn nha, đầu lòng đáp đó là nó màu nâu, đen nâu nha, chứ không phải màu đen thui như các bạn hay thấy qua clip trên TV đâu nha. Rồi, cảm ơn các bạn, khắc phục những lỗi cơ bản trên cúp đời mới. Đầu lòng nhỏ, máy nhỏ, xài lọc nhớt, xong. Quay em làm cũng được. Đáp, manh cây mà đời máy mới này em làm cũng được. Cận gì kiếm em, rim lùng 125 xe Campuchia em làm cũng được luôn các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.